Rồi phần tiếp theo sẽ là photo một mặt trên bộ nạp bản gốc. Cái này là bộ nạp bản gốc ADF nhé các bạn, bộ nạp bản gốc tự động, nạp và đảo bản gốc tự động. Khi sử dụng các bạn lưu ý chúng ta sẽ dỡ cái nắp ADF cao lên chút. Các bạn thấy nhìn phía bên trong có một cái giống như là một cái công tắc ha, một cái sensor cảm biến để các bạn máy hiểu là đang sử dụng bộ nạp bản gốc tự động hay là các bạn photo với mặt gương. Trường hợp các bạn mà để hí này nè, hở này thì máy sẽ không hiểu là các bạn đang dùng trên bộ nạp bản gốc hay là với mặt gương nha. Các bạn lưu ý gì đó ha. Mỗi lần photo dở cao lên cái đóng lại. Ok. Rồi, cách photo một mặt trên bộ nạp bản gốc ADF là mình có một tờ giấy. Các bạn lưu ý ha. Bộ nạp bản gốc này không dùng để photo những tờ giấy mỏng như là hóa đơn. Những cái tờ giấy gì đó cái size nó nói chung là nó không có size rõ ràng các bạn. Ví dụ một photo A4, A3, A5 gì ok. Nhưng mà những cái tờ size giống như hóa đơn nhỏ nhỏ này kia gì đó, những cái tờ biên nhận, biên lai gì nhỏ xíu thì các bạn sẽ không sử dụng cái bộ nạp bản gốc được. Khi sử dụng các bạn lưu ý cái bản gốc các bạn phải ngay hàng thẳng, giấy thẳng, không có nhăn nhiều mớp méo gì đem ra sửa kiểu vậy thì không có máy nào chạy được nha. Nha các bạn lưu ý nha, hàng độc thùng hàng gì nữa mà giấy về làm sao mà chạy nha các bạn lưu ý ha. Rồi đây các bạn phải trường hợp bị mớp méo gì ở đầu nè, các bạn nhớ chỉnh lại mình bấm kim bấm lỗ. Các bạn lưu ý không có cái máy nào chạy được hết, bấm kim bấm lỗ đưa vô sao chạy, ma sát vô lực ma sát làm sao mà chạy được. Rồi đây đầu xuôi thì đuôi lọt, ví dụ cái đầu này nó bớt méo quá thì cho nó nằm đuôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ photo một mặt trên bộ nạp bản gốc cơ bản nhất các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ đặt cái file cái mặt cần photo ngửa lên ha, ngửa lên. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh cái thước này nè, nó ôm sát vô tờ giấy, không nên để hở quá nha các bạn. Hở qua tờ giấy lót vô lực ma sát là kéo tờ giấy vô, tờ giấy lệch xéo dễ cắt giấy. Những chức năng rất cơ bản mọi người lưu ý nha. Rồi ở đây các bạn thấy ha, có cái mũi tên như vậy nè, là cái sắp giấy các bạn bản gốc đặt lên không vượt quá cái mức này nè. Các bạn thấy ha, kim bấm kim kẹp gì nè, đây là cũng nhắc luôn ha, là cấm. Nó là sao? Không được sử dụng kim bấm kim kẹp vô trong cái file gốc mình. Nên là khi đặt lên thì các bạn lưu ý chuyện đó nha. Rồi sau khi đặt bản gốc lên xong, các bạn sẽ chọn số bản photocopy. Các bạn chọn chức năng, thí dụ bây giờ mình đang photo một mặt thì mặc nhiên màn hình photo là một mặt nha các bạn. Rồi chọn chế độ test photo gì đó, tăng giảm mực gì chọn xong hết. Thậm chí là chọn chia bộ, thí dụ trường hợp mình từ file gốc mình từ 2 trang trở lên mình photo 3 bộ thì các bạn bắt buộc sẽ chọn nhớ các bạn. Bây giờ mình sẽ thử luôn các bạn xem ha. Đầu tiên sẽ là photo một mặt đâu, mặt chọn số bản, bây giờ bấm start. Rồi máy photo ra đây, một mặt ra một mặt, ok. Rồi tiếp theo sẽ là photo một mặt ở dưới bộ nạp, dưới mặt gương, xin lỗi, dưới mặt gương nhé các bạn. Dưới mặt gương chúng ta sẽ dỡ cái nắp chụp lên thước nhé các bạn, cái thước cái góc này ha. Bạn sẽ đưa bản góc vô thì chụp với mặt gương thì các bạn mặt cần in, cái mặt cần copy sẽ úp xuống mặt gương nhé các bạn. Sau đó các bạn sẽ đậy cái nắp lại, các bạn lưu ý phải đậy nắp lại nha. Giấy A4 lấy giấy nhỏ, giấy chứng minh gì cũng vậy, phải đặt dưới mặt gương xong rồi để nắp lại, không cho ánh sáng lọt vô đang thu in chảy ra các giấy ha, mọi người lưu ý cho mình nha. Rồi sau khi đặt dưới mặt gương để nắp lại xong, để đặt dưới mặt gương các bạn photo nhanh, các bạn chọn đúng cái chiều của giấy đây. Thí dụ mình đặt giấy này là giấy A4 ngang, đặt tốt ha. Rồi ở đây mình có khay giấy A4 ngang, mình chọn vô khay A4 luôn. Rồi sau đó chúng ta bấm chọn số bản này kia xong ha, các bạn bấm start, máy sẽ photo ra. Đây máy sẽ photo đồng thời. Rồi các bạn lưu ý luôn, cái máy mình đang có giấy A4 dọc, A4L ha, mình đặt theo chiều dọc luôn. Rồi đặt số, các bạn chọn khai số 3 nè, A4 dọc. Rồi chọn số bản, chọn chức năng gì đó, đậm nhạt, chia bộ gì đó, sau đó bạn bấm start. Rồi máy sẽ lót lên một tờ giấy. Các bạn thấy ha, lắp đúng tờ giấy A4 dọc, đúng chiều mình lấy ra ha, A4 này A4 này nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách photo một mặt trên bộ nạp bản gốc và dưới mặt gương. Phần tiếp theo sẽ là photo hai tờ một mặt ghép vào một tờ có hai mặt.